chay bắp xào nhí ngay rằm nha các bạn. Đó, địa chỉ chỗ này là 21 Đông Bắc Tân Giám Hiệu, quận 12. Những ngày bình thường là các bán bánh xèo mặn cho uống và bánh xèo tôm thịt đó mọi người ơi. Ồ, nóng quá. Chưa có bánh nha anh. Làm gì bé hả? Dạ. Làm gì ạ? Xe gọn gọn lại chị. Đi cẩn thận nha chú. Bịch tai biến à.
một người một thẻ hai bánh. Sao được anh? Sao được? Hiện tại là hết bánh rồi đó. Sao không gặp được? Ở đây người ta bán hàng ngày mà con. Hết bột à? Hết bột. Mấy đứa nhóc nữa nè. Mấy bé nè. Ồ, trên bàn hết rau luôn hả? Hồi nãy hết trên bàn một hai cái bàn rau mà giờ hết rau luôn rồi quý vị ơi. Chương trình hàng tháng là phát lên các hệ thống thông tin YouTube quá trời quá đất mà. Coi chắc ở gần đây phải không? Tức có thể lấy bánh đâu khác rồi ta. Dạ bánh chay mà hàng tháng 15 là phát bánh xèo chay miễn phí.
Dạ, bên đây không có bán. Ở đây là cái chương trình này là phải có cái thẻ 14 15 trước 15 là anh phải lấy cái thẻ. Thẻ đó là mọi người sẽ phát bánh cho anh một thẻ hai bánh. Hiện nay đây anh ơi. Có cái thẻ rồi đó. 11 12 14. Ra đây có cái này. Có thẻ. Chứ bây giờ anh không có thẻ là giờ phát lối anh là người khác không có. Người khác có thẻ tới là không có bánh rồi ta. Nhiều người ở gần đây mà sao lại bởi vậy là bây giờ ông bà cô chú đồng hành với bà nội đổ ngày 1.000 cái là giờ đổ tới chiều luôn. Chương trình này hiện tại thì chỉ có 250 thôi. À, bữa nay là tính ra là lố luôn đó, hơn 250 rồi. Kiểu như là công bằng mà giờ không có thẻ mà lấy bánh rồi cũng người có thẻ mà không có bánh bỏ tay luôn. Bà hỏi gì Kiệt? Kiệt, bà hỏi gì? Đúng rồi, nước mía có một cái chừng rồi về cô. Dạ. Có bánh có nước mía luôn. Cho ông chủ nhà hai cái bánh nha. Để ông chủ nhà. Bất ngờ bé Hà.
rất quan tâm ông chủ nhà. Chơi gì nữa, phải quan tâm chủ nhà, ông chủ nhà làm phải quan tâm chứ. Quan tâm chủ nhà đỡ mà lúc tới tiền nhà thì ông đỡ tiền trở được mấy ngày cũng được. Bữa nay sớm nhớ nè, làm từ 8 giờ tới giờ, bây giờ là 8 giờ tới giờ là 5 tiếng hồ rồi mọi người ơi. Bây giờ là 12 giờ, 12 giờ rưỡi rồi. 5 tiếng. Ồ, thấy ông Bé Hà đặc biệt là nó quan tâm với ông chủ nhà lắm nha nha. Đỡ đây mà lúc mà gửi tiền nhà lỡ mà trở thì cũng không sao. Trời ơi, còn 5-7 bữa không sao. Hay thiệt nha. Chú chú bán nước bên kia là chủ nhà của mấy cái dãy này nè các bạn. Đó, đem cho ông nghe. Bất ngờ. Đi thẳng bên ngoài đi, đi còn đi vòng vòng nữa ta. Giật mình bé hả? Rớt cái gì nè. Bữa nay rảnh không có chuyện đó không à. Thiệt. Rồi có kế hoạch chiều nay đi đâu chưa? Chiều nay nghỉ mà phải không? Đi học thêm chưa? Bữa nay có học thêm không? Bữa nay không học thêm hả? Mai học hả? À, đi chụp hình nè. Quay quá trời mà mọi người không xem video ta. Còn bao nhiêu bột đây? Ồ, còn mấy cái nữa nè. Rồi mà cô chú tiếp tục đồng hành lỡ bà nội đổ ngày rằm này khoảng 1.000 cái là ăn thả ra luôn á. Hiện tại mất ăn. À, số điện thoại là mọi người liên hệ ông nội nha. 0938 728 828 nha mọi người. Còn không là đến trực tiếp đây. 21 Tân Bắc, Tân Chánh Hiệp, quận 12.
Bữa nay dậy mấy giờ vậy hả? 8 giờ hả? Đúng rồi. Bữa nay dậy. Bữa nay đâu có dậy đâu. Ừ? Cô có lịch thi ngày mai mới dậy. Không biết là bữa nay con dậy mấy giờ mà sao giờ thấy thảnh mảnh à? À con dậy rồi. 1 giờ chiều hả? Không, 10 giờ dậy rồi. Ăn gì chưa? Thôi Toan rồi. Còn những cái cuối cùng đây. Bây giờ là gần 12 rưỡi nha mọi người ơi. Ông nội uống mineral xanh. Ô, thôi cháu nội nó thương ông nội cỡ này mà ô, đứt tay à. Thương không? Nó thương ông nội mà ông nội cứ kìa biết. Con rồi. Đứt tay rồi đó. Ờ, không biết thôi rồi. Cái đó nó bén lắm á nha. Khóc luôn. Khóc luôn. Lửa lớn quá, lửa lớn quá. Cho bà nội ly nước kìa. Cho bà nội ly nước. Còn những cái cuối cùng người hả? Rồi bất ngờ cô gái. Đúng rồi, đúng rồi.
À là cái thẻ này nằm trong cái chuỗi 10 cái thẻ hả? Năm. Đúng rồi. Đúng. Thôi để quay ra cái cuối cùng luôn nha các bạn. Nói chung còn mấy cái nữa hả? À đây đây đây. Trời ơi người ta hết bánh rồi. Bất ngờ thiếm ba hùng hổ. Cô ba kêu chết mẹ rồi. Lố rồi. Hết hồn, mây hồn vẫn còn nha. Để rồi. Giấc bánh không nổi cháy này. Cháy là lố thì này. Video SC. Bất ngờ bé Hà xuất hiện phút cuối trong video ở cái vai trò đầu bếp. Dạ không không. Ôi bữa nay không bán bánh xèo chị. Không có bán. Bữa nay phát bánh xèo chay miễn phí mà hết luôn rồi. Dạ hết rồi. Mai ơi mai quay lại. Dạ bữa nay nghỉ. Bữa nay là sẽ bắt bánh xèo chay thôi. Mày dây vậy? Mấy em này lầy vậy? Ai là chơi lấy chìa khóa của người ta à, chơi. Hỏi cô có thẻ không kìa? Mấy thẻ chị? À, rồi. Bốn cái. Rồi, bốn cái cuối cùng luôn nha, bốn cái thẻ đúng cùng luôn nha các bạn. Đó, chạy xe lên đây ngồi đi, đang chi cuối luôn. Chạy qua kia luôn chị. Cuối. Chạy qua kia nè. À, chị này là hình như là sầu riêng này gì? À, dưa hấu không? Phải dưa hấu không? Lâu lắm rồi không thấy dưa hấu nha. À dưa hấu không có vậy đây chị ơi. Chị ở bán tôm nha mọi người. Thôi hai vị khách cuối cùng. Ủa sao dưa hấu là em của bé này hả? À? À có hai chị em hả? Dưa hấu. Bao chết sạch xanh xanh luôn. Rồi quay được là lúc này là lâu lắm không thấy chị ghé bánh xèo.
Dạ này buôn bán được gì? Được hả? Thơm lắm. Lố lố vẫn lố nha mọi người ơi, lố mấy chục cái. Thì cứ ông bà cô chú mà muốn đồng hành đỡ bà nội đổ 1.000 cái thì cứ lợi hiên là ở số điện thoại 0938728828 để ngày rằm thứ ba xuất hiện, cho thứ ba dạo này ít xuất hiện lắm các bạn ơi. Kỳ. Đủ chưa? Đủ chưa? 4 phần nữa mới có 3 phần à. Con một giờ rồi nha mọi người. Chuyện gọi sao? Lúc người ta khác có đó đây này, hai ly luôn rồi kìa. Rồi cô chú thưởng thức bánh xèo đúng không? Bé Hà hay lắm này, nó lo cho ông chủ nhà đem bánh vào cho ông chủ nhà luôn. Đến đây mà lỡ mà không có tiền không có tiền đóng tiền nhà nữa, ông ta trợ nửa tháng nửa tháng cũng được. Rồi cái cuối cùng luôn rồi, ở trong cũng dọn luôn rồi. Gì? Thơm lắm nha mọi người ơi. Ê, đi chơi hả? À, đi chụp hình ngoại cảnh hả? À, chụp ảnh lưu niệm phải không? Nhưng mà đem theo cái. Ủa sao dính đây vậy? Lọ đầy mẹt rồi. Mà đem theo cái gì mà đỡ trùm lại thay đồ nha, đừng có thay đồ giữa ấy nha. Vô tình đó. Nó vô tình đó, nó quẹt chứ ai dám quẹt nó. Toan rồi. Quay rồi, có râu luôn mới ghê chứ. À, đi vô chú Sơn luôn hả? Chụp ngoài trời hả? Nhưng mà ý là chụp. À, chụp trong showroom á hả? Studio. Chụp ở trong người ta ghép vô cảnh cuối cùng cũng ra ngoài trời được hết nè. Xử lý được rồi mà. Photoshop rồi mà.
bắt cái con này nha mọi người ơi. Rồi cái này hơi dày nha. Cái cú chớp. Rồi. Rồi nước mía nghỉ luôn hả? Cái này nghỉ luôn hả? Rồi băng tiếp hả? Rồi xong nhân quý ông bà cô chú. Mọi người cứ muốn ăn bánh xèo chay thì cứ trước ngày rằm thì mọi người tới đây lãnh cái thẻ, nhận cái thẻ để mà được hai bánh với bánh xèo chay một tháng là có một ngày rằm thì thôi, 250 một cái, 250 cái nha quý vị. Phát hết rồi thôi á. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Rồi cái số điện thoại đây, số điện thoại của bà nội này. Số điện thoại gọi. Liên hệ chỗ đó. Để đồng hành. Cảm ơn ông bà cô chú đã đồng hành với bánh xèo nhí trong chương trình bánh xèo chay này. Nhóm Nguyệt Ánh ở San Jose. Rồi các cô chú ở các bang của Mỹ. Cô Thu tài trợ cho cái chương trình này. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Rồi cái đây cái cuối rồi bà nội. Bà nội bà chú nha. Mấy đứa nó vô hết rồi bà nội. Bà nội bye bye nha. Rồi bye bye bà nội luôn nha. Rồi bye bye chú Hà.